Hello mấy bà, hôm nay mình ăn bún riêu. Cái này là mình không biết nói cái này là cái gì. Cái rau gì á? Mình không biết sao mà hôm nay mình khó chịu quá. Mấy bà ăn bún riêu mà không có bỏ mắm tôm vô á là thôi đừng nói chuyện với tôi nha. Mình muốn chăng, western chăng. Chờ chút, ăn bún riêu thì phải có cái mắm tôm này nè, vặn chăng vô. Mình ăn như này mình thích lấy cái đồ hũ nè, chấm vô. Tuyệt vời. Nghe ông xã mình không? Ông mới đang chơi game. Chắc mình khó chịu tại vì mình đang hangry. Mình ăn xong mình mới biết. Hai đứa con mình hôm nay nó làm mình bực mình quá. Mình làm nó ăn cho nó, nó không thích ăn cái này. Nó chưa ăn mà sao biết thích ăn hay là không thích. Cái thằng lớn á mình cứ nói nó ăn thử coi. Con không thích mình ăn cái khác. Một hai là không ăn. Nó đòi đi ngủ. Nó đi học về nó mệt. Không tốt nghiệp nó. Mà nói đi học mình sướng lắm, mình nhà mình sướng lắm. Tại sao mình sướng? Mẹ nhà mình lau nhà, lau bếp, xếp này xếp kia. Không có ai tá mình hết. Cái thằng lớn á, cái tuổi nó, cái tuổi biết đòi hỏi rồi, đòi cái này đòi cái kia. Cái thằng nhỏ nó có biết gì đâu mà nó đòi hỏi. Mình đi làm gì là nó đi theo, nó chơi ngay bên cạnh mình nào. Mình làm bún riêu như này nó không ai thích ăn, coi mình không thích ăn, ông xã mình cũng không thích ăn, mà ông mới lớn thì ông cũng phải ăn thôi. Bây giờ mình có nguyên một nồi bún riêu không có ai ăn hết thì bây giờ mình không biết làm sao. Mình đang mời bạn mình qua, mình ở bên Texas không có nhiều bạn, có một hai bạn à, mà cũng vẫn mời người ta qua. Càng lớn càng càng ít bạn đi, người ta bận hết, người ta làm này làm kia, người ta có con, người ta có chồng, người ta có vợ. Mình cũng như vậy thôi, ai mà có giờ đi chơi hoài. Mình không có giờ đi chơi đâu, lâu lâu mình mới đi chơi. Mà cái kiểu mình đi chơi bây giờ với kiểu đi chơi hồi trước á, hai kiểu khác nhau nhiều. Hồi trước á mình đi chơi 11 giờ tối mới đi, 4-5 giờ sáng mới về. Bây giờ mình đi chơi 6 giờ đi, 11 giờ về ngủ. Không xả mình đó, nó cũng không thích uống rượu. Bây giờ 6 hay là 7 năm là nó ngừng uống rượu rồi. Mấy bạn nó qua đây thăm nó đó, mời đi uống rượu. Nó cũng đi chơi mà nó không uống rượu. Bây giờ nếu mà đi chơi với nó là nó đi ăn không à. Đi ăn 6, 7 giờ, 11 giờ về. Nhưng mà người ta mời đi chơi 11 giờ tối là nó không đi đâu. Bây giờ mình cúp phone ăn tiếp nha. Ok, cảm ơn, bye.